hơn 2 triệu chúng ta đã có một cái mẫu máy tính bảng với màn hình kích thước lên tới là 10 inch, xong rồi lại còn có cả cái phần mặt lưng này bằng kim loại nhé các bạn nhé. Kim loại lại còn chống bám mồ hôi vân tay cơ. Đấy, hơn 2 triệu chúng ta sẽ được một cái mẫu máy tính bảng có loa ngoài là loa kép luôn, viên pin lên tới là 6000 mAh và một cái bộ nhớ trong lên tới 64GB. 64GB là rất cao đối với cả máy tính bảng ở trong cái tầm giá này nhé các bạn nhé. Nhắc lại là trong cái tầm giá này. Và đây chính là HTC A103. Các bạn có thể nhìn thấy là cái hộp này của nó đóng gói trông khá là đẹp mắt với cả cẩn thận đấy chứ, đúng nào. Trông như kiểu là hộp của iPad ấy, đúng không ạ? Tuy nhiên mình cũng đã nói rồi, đấy là không có cái gì vừa ngon vừa bổ mà lại vừa rẻ cả. Chắc chắn là HTC A103 nó sẽ vẫn tồn tại rất nhiều nhược điểm. Vậy thì những cái ưu nhược điểm của nó là gì? Mình sẽ mở hộp cùng các bạn ngay trong video ngày hôm nay. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dương Dê. Thực sự là đã rất lâu rồi mình mới được cầm ở trên tay một cái sản phẩm của HTC như thế này. Thực sự là quá lâu rồi đấy, chắc là từ khi mình lập kênh YouTube Dương Dê ra thì mới có cái này. Đấy, trước đây là mình làm ở trên kênh Cộng Review thì mình cũng có mở hộp một số những sản phẩm HTC rồi, nhưng mà từ khi mình tách kênh riêng ra thì có lẽ đây là sản phẩm HTC đầu tiên đấy, thực sự là như vậy. Rồi, để chúng ta xem sao ở bên trong hộp này chúng ta sẽ có những gì nhá. Đây, bên trong hộp này thì mình chủ yếu là để ý đến phụ kiện thôi. Chúng ta sẽ có que chập SIM này, xanh nhất sử dụng thì ở phía dưới này nhá. Chúng ta sẽ có những gì nữa nào? Chúng ta sẽ có một cái sợi cáp, chắc chắn phải là USB Type-C rồi. Và tất nhiên rồi, chúng ta sẽ có một cái củ sạc. Đây, củ sạc này mới nên là thành ra là mình để ở trong hộp mình thấy nó hơi lâu. Đấy, kéo ra nó hơi lâu một tí, mong các bạn thông cảm nhá. Đây, cái củ sạc này thì nó sẽ là củ sạc 10W rồi nhá. Và rõ ràng đây sẽ là cái điểm mà mình chê đối với cái sản phẩm này. Củ sạc 10W thì sẽ sạc vô cùng lâu cho một cái viên pin là 6000 mAh. Đấy, tuy nhiên là với máy tính bảng ấy thì thực sự là chúng ta cũng sử dụng nó theo kiểu là sạc qua đêm ấy thì cũng không cần phải quá lo lắng đâu. Cứ mới cả nó mình nghĩ là sử dụng đủ cho chúng ta trong ngày làm việc, khi nào mà về thì chúng ta cắm sạc và chúng ta sạc qua đêm là được. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến từng phần của cái mẫu máy tính bảng này nhá. Đây, bây giờ là cái phần bóc siêu này. Đấy, bóc cái này ra, nó sẽ có một cái miếng dán màn hình có sẵn ở bên ngoài như này. Các bạn có thể bóc ra cũng được, mà các bạn để cũng được. Mình thì thấy là cái miếng dán màn hình này nó khá là dày đấy, nên là theo mình thì các bạn nên giữ nó lại. Đấy, đấy là theo mình là như vậy thôi. Chúng ta sẽ nói về phần thiết kế thì sao. Thiết kế là cái điểm mà mình cảm thấy khen ở trên những cái sản phẩm HTC vì cái mức độ hoàn thiện và cái sự chỉn chu của nó. Thứ nhất, đấy là mặt lưng này là mặt lưng kim loại, nó không để lại mồ hôi và dấu vân tay. Trong quá trình sử dụng chúng ta sẽ cảm thấy là nó cực kỳ sạch sẽ. Đấy, logo của HTC ở đây. Và tất nhiên với cái phần mặt lưng kim loại như này thì HTC sẽ phải làm thêm những cái phần giải như ở đây. Để làm gì ạ? Để giúp máy có thể thu phát sóng được tốt hơn. Bởi vì là cái sản phẩm này nó sẽ có SIM các bạn nhé, có SIM 4G. Và đặc biệt nữa là nó lại còn hỗ trợ cả 2 SIM nữa các bạn ạ. Rất hay luôn. Hiếm có mẫu máy tính bảng nào mà lại hỗ trợ 2 SIM như này. Chúng ta sẽ có tùy chọn là 2 SIM hoặc là 1 SIM 1 thẻ. Phím nguồn thì nằm cái này chúng ta gọi là cạnh dưới hay là cạnh ngang, thì đây chúng ta thích để nó ngang cũng được. Đây, chính xác ra thì là phím nguồn nó nằm ở cạnh trên, nếu mà mình tính theo cái chiều của cái camera này nhá thì phím nguồn nó nằm ở cạnh trên này, phím tăng giảm lượng cũng ở phía trên này luôn. Đấy, chúng ta sẽ có thêm cả một khay để chứa SIM và thẻ nhớ này, rồi là cổng sạc USB Type-C và một cái mic nữa. Loa ngoài thì nó đặt ở bên cạnh phải nhé, đặt ở cạnh bên nhé. Nó sẽ là loa kép hai bên như này. Nghĩa là đối với cái sản phẩm này thì các bạn sẽ cầm ngang như này thì nó sẽ hợp lý hơn. Đối với máy tính bảng chứ không phải cầm theo chiều dọc như này, phải chưa? Đấy, cầm theo chiều ngang như này nhé. Đấy, còn jack cắm tai nghe 3.5 thì ở phía góc. Tiện thể nhìn ở phía sau này sao? Cái sản phẩm này nó chỉ có một camera sau thôi chứ không phải là hai camera sau đâu. Nó sẽ có thêm một cái đèn flash ở bên cạnh nữa. Cả camera trước lẫn camera sau thì đều có độ phân giải là 5 megapixel. Đấy, tuy nhiên là mình cũng nói luôn đấy là cái chất lượng camera của nó thì rất là tệ. Đấy, tệ ở đây là gì? Tệ ở đây là trong cái điều kiện là nếu bạn muốn cầm nó lên để mà chụp ảnh. Chứ còn mình nghĩ là cái camera này sẽ đủ để cho các bạn gọi điện video call cũng như là học online, thế thôi. Chứ còn nếu mà các bạn muốn cho nó chụp ảnh rõ nét hay là các thứ ấy, thì chúng ta phải chụp chiếc thứ ở những nơi đủ sáng. Chứ còn thiếu sáng thì nó tệ lắm. Chúng ta sẽ nhìn ở cái phần mặt trước của cái sản phẩm này thì sao? Đây chúng ta có thể nhìn thấy là cái phần mặt trước thì viền màn hình làm khá là dày. Tuy nhiên cũng phải nhắc lại đấy là ở trong cái tầm giá này thì cũng khó có thể đòi hỏi hơn được. Đây, camera selfie ở phía mặt trước đây, nó đặt ở cạnh nằm ngang các bạn nhé. Rồi, tiện thể nói về cái phần màn hình thì cái mẫu máy tính bảng này sẽ có màn hình kích thước là 10.1 inch, độ phân giải sẽ là 800 nhân với cả 1280 pixel, nghĩa là cái độ phân giải của nó cỡ tầm khoảng HD cộng đấy. Tỷ lệ màn hình là 16:10, và với một cái màn hình độ phân giải thấp
mà kích thước lại lớn như thế này thì cái mật độ niềm ảnh cho ra là vô cùng thấp, nó chỉ rơi khoảng 149 ppi mà thôi. 149 ppi thì chắc chắn là bạn sẽ nhìn thấy ra điểm rỗ rồi. Kể cả đoạn để xa như này chúng ta vẫn có thể nhìn thấy ra điểm rỗ ở trên cái màn hình này. Màn hình này thì khi các bạn xem những cái nội dung ở trên YouTube ấy, thì bạn vẫn bật được Full HD nhé các bạn nhé. Đấy, nhưng mà nó chỉ được lên đến tối đa là 800p thôi chứ không lên được 1080p đâu. Còn về hiệu năng thì mình thì mình chỉ ưng là cái RAM, cái ROM. RAM 4 bộ nhớ trong 64 là ok ở trong tầm giá này. Tuy nhiên con chip Helio A22 là một con chip rất là cũ và nó cũng là một con chip khá yếu. Ngay cả những cái tác vụ ví dụ như đây, cạn lật xoay cái màn hình này thôi này, đấy nó cũng đã xảy ra những hiện tượng bị delay về chậm rồi đấy. Còn khi chúng ta vào ứng dụng ấy thì mình nói luôn đấy là nó sẽ mất cái thời gian đầu khi chúng ta vào ứng dụng, nó sẽ bị chậm, nó sẽ mất cái thời gian để nó load. Ví dụ như mình vào ứng dụng YouTube chẳng hạn, đây mình vào ứng dụng YouTube này, đấy nó sẽ mất một cái thời gian đầu khá lâu nhá. Đây các bạn nhìn này, nó quay mãi rồi đấy để mà load. Nhưng mà khi mà đã load xong rồi thì chúng ta xem hoàn toàn bình thường, và trong cái quá trình xem thì nó không xảy ra hiện tượng bị khựng lag gì đâu. Đấy, còn chơi game thì chắc chắn là chúng ta không nên mua cái sổ này để mà chơi game rồi. Chúng ta sẽ mua nó để làm gì ạ? Để đọc báo, để xem YouTube, xem truyền hình, xong rồi nhắn tin Zalo, WhatsApp, Viber, Messenger các kiểu. Đấy thì đấy là cái mà chúng ta cần ở nó, và nó còn giúp chúng ta có thể học online với cả làm việc online các thứ nữa. Loa ngoài loa kết mình đã nói rồi, jack cắm tai nghe cũng có rồi. Pin 6000 mAh thì mình thấy là đủ dùng cho chúng ta trong một ngày làm việc. Thế tuy nhiên là cái sạc 10W thì cũng nói luôn đấy là anh em nào mà có nhu cầu muốn sạc thì tốt nhất là cứ sạc qua đêm. Khối lượng 440g ở mức độ bình thường và độ mỏng là 8,5mm. Thì nói chung là đây cũng là một cái mẫu máy tính bảng, cầm lên nó cũng khá là thoải mái về tay thôi, cũng không điểm gì về lấn cấn hay là quá nặng cả. Phần mềm của cái mẫu máy tính bảng này thì mình thấy là phần mềm rất là thuần Android, nên là sử dụng các tác vụ thông thường thì chúng ta cũng không cần phải sợ là nó bị quá nặng đâu. Nhưng mà Android ở đây hiện tại là mình thấy là mới chỉ là Android 12 thôi, chứ chưa được lên Android 13 nhé. Đây cái này cũng là cái điểm mà các bạn cần phải chú ý này. Đấy, nó chỉ là Android 12 như này thôi nhé. Và hiện tại thì mình có tham khảo giá bán của cái mẫu máy tính bảng này tại Hoàng Hà Mobile thì họ đang bán là 2.490.000 đồng. Tất nhiên chúng ta sẽ được tặng phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng nếu như các bạn là một trong 200 khách hàng đầu tiên đặt trước máy tính bảng này. Nghĩa là nếu mà giảm giá 200.000 nữa thì nó sẽ còn là 2.290.000, coi như là hơn 2 triệu đi. Đấy là còn chưa kể là chúng ta thanh toán qua các cái thẻ tín dụng với cả các cái ứng dụng ở phía dưới này, chúng ta lại còn được giảm thêm nữa. Thì thực sự là với cái tầm giá hơn 2 triệu lựa chọn mua một cái mẫu máy tính bảng mới 100%, lại là hàng chính hãng, lại có thiết kế kim loại, lại còn có bộ nhớ trong thoải mái, lại còn có loa ngoài là loa kép, và lại có cả cái tính năng nghe gọi được nhá, thì thực sự là hiếm đấy. Đấy, còn tất nhiên nó có rất nhiều những điểm chê mà mình cũng chê rồi, nhưng mà nói đi cũng lại phải nhắc lại một lần nữa, cái giá như thế này thì cũng khó có thể đòi hỏi hơn được. À còn cái việc là nghe gọi qua điện thoại nhá, thì nghe gọi như một cái chiếc điện thoại thì chúng ta cần phải chú ý là cái này nó sẽ không có loa thoại đâu, và nó sẽ nghe thẳng qua loa ngoài luôn. Đấy thì cái đấy cũng là cái mà mình cần phải chú ý cho anh em. Ok, cảm ơn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.